Kính thưa quý khán thính giả, phiên tòa 7 xét xử vụ án Brownac đã diễn ra lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 2 năm 2016 tại Tòa thượng Thẩm, quận Hạt, Santa Clara. Trên đường từ San Francisco đến tham dự phiên tòa này, chúng tôi, Mỹ Lợi và nhà báo Huỳnh Lương Thiện do bị kẹt xe và không ngờ phiên tòa này kết thúc rất sớm vào khoảng 10 giờ sáng. Nhưng thật may mắn, trước cửa tòa thượng thẩm, chúng tôi được luật sư Đỗ Văn Quang Minh cho biết diễn tiến về phiên tòa này. Xin luật sư tường thuật lại diễn tiến phiên tòa ngày hôm nay à, xảy ra như thế nào ạ? Hôm nay thì tương đối phiên tòa ngắn hơn mấy phiên tòa trước bởi vì không có nhân chứng. Hôm nay chỉ có hai bên tranh cãi về về vấn đề những lời khai à, trước đây của các nhân chứng trong các cuộc hỏi cung mà các cuộc hỏi cung đó, đó diễn ra trước đây chứ không phải lại à, diễn ra tại tòa. Luật sư Minh cho biết, luật sư McManus phía cộng đồng muốn tòa sử dụng các tài liệu của luật sư Minh thẩm vấn ông Lê Văn Hướng cách đây vài năm. Nhưng luật sư phía thành phố phản đối. Sau khi luật sư hai bên tranh luận, ông chánh án tuyên bố không chấp nhận thụ lý tài liệu của luật sư Minh và ông yêu cầu phải có mặt nhân chứng Lê Văn Hướng trước tòa. Phía bên đàn luật sư của thành phố thì họ không muốn những lời khai đó được đưa vô thì ông quan tòa ông ngồi ông nghe hai bên tranh cãi thì ông quyết định rằng là trong lúc này thì ông không muốn những cái lời khai của Henry Lee Lê Văn Hướng trong cuộc hỏi cung mà tôi hỏi cung ông Lê Văn Hướng cách đây mấy năm đó ông ông không muốn cứu xét những cái lời khai trong cuộc hỏi cung đó thì bây giờ cái điều quan trọng là ông Henry Lee Lê Văn Hướng là một nhân vật rất quan trọng. Tòa và luật sư trong cuộc đều mong muốn ông đến tòa để khai những gì mà trước đây ông đã từng khai. Cô Minh Ngọc cho biết trong phiên tòa, luật sư mặt Menix nói với Đồng Hương nên mời gọi ông Lê Văn Hướng ra làm nhân chứng trước tòa. Ông luật sư Mạc Manis yêu cầu tất cả chúng ta, những người nào mà trên 18 tuổi, thì xin giúp ổng là đi tìm Lê Văn Hướng để mà trao cái trác tòa cho ông Lê Văn Hướng. Cho dù ổng không có nhận thì mình cũng để dưới chân của ổng rồi mình ghi ngày, giờ mà mình đã giao cái tờ trác đó cho ông Hướng. Tôi nghĩ là nói sự thật và làm đúng việc thì mọi người sẽ kính trọng ông Henry Lee và bảo đảm là ông không gặp khó khăn, trở ngại hoặc là trừng phạt gì cả ở tòa. Tại vì ông chỉ là một nhân chứng khai ra những gì mà ông đã từng khai ra và những gì ông biết. Có vậy thôi. Mời quý vị xem một đoạn video clip ghi quan cảnh trước tòa thượng thẩm do phóng viên Trường Kỳ cung cấp. Được biết phiên tòa 7 là phiên tòa có đông người đến nhất, gần 60 người kể cả người đi trễ. Như quý vị đã biết, ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California, người đứng ra kiện vụ prao ác này. Luật sư Đỗ Văn Quang Minh và cô Tina Nguyễn, là hai nhân vật quan trọng thúc đẩy vụ kiện này. Ngoài ra, còn có những khuôn mặt trong cộng đồng đã luôn có mặt trong bảy phiên tòa vừa qua như ông bà Nguyễn Thành Đạt, ông Võ Văn Sĩ, phóng viên Trường Kỳ, bà Nga Trần, ông Cao Tâm, ông đồng sĩ Phước, ông Phan Văn Viện, cô Minh Ngọc, cô Vân Lê, kỹ sư Đỗ Thành Công, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, vân vân. Và còn nhiều vị khác chúng tôi không biết tên nhưng nhóm tham dự đông nhất phải kể là liên trường sĩ quan trừ bị. Đặc biệt cũng phải kể đến chiến sĩ Ó Đèn Lý Tống từ San Diego đã có mặt trong suốt hai phiên tòa đầu tiên. Trở lại phiên tòa 7. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ tư 17 tháng 2 năm 2016, chúng tôi đang có mặt trước tòa thượng thẩm của thành phố San Jose, nơi đây à, ngày hôm nay diễn ra phiên tòa lần thứ 7 sự vụ trao ác và bên cạnh chúng tôi là cô Minh Ngọc là người đã tham dự kể như là 7 phiên tòa tính đến ngày hôm nay và cô có thể cho biết cảm tưởng của cô khi cô tham dự những phiên tòa này à, cô có những cái suy nghĩ gì? Dạ um, thưa anh uh, Minh Ngọc nghĩ là một người nghị viên mà được chúng ta bầu lên đó là để họ thực hiện những cái ước muốn cái nguyện vọng của người dân mà cái nguyện vọng của người dân rất là nhỏ chỉ cần một cái tên lý lô sài gòn thôi nhưng mà họ đã không thỏa mãn cái nguyện vọng của người dân mà họ còn cấu kết với thế lực bè phái những người đồng viện của họ để mà chà đạp trù dập cái nguyện vọng của mình à, như vậy cho nên minh ngọc à, sẽ vận dụng À, những cái thời gian của mình để mà tới đây à, thường xuyên những cái phiên tòa mà mà ông Chánh án đã đề nghị ra thì chúng ta Minh Ngọc cũng như là kêu gọi các anh chị em người nào có thể được thì xin đến để mà à, lấy lại cái sự công bằng của và và ủng hộ cái luật bạo ác. Luật sư Minh cho chúng tôi biết thêm thưa luật sư, ngày hôm nay được biết rằng người đến tham dự rất là đông và ông mặt manager ông có nói lên cái cảm xúc của ông khi đồng hương đến tham dự ông nói gì ạ? Đúng vậy, ông bảo ông rất là cảm động là cái hôm nay rất đông đồng bào và đồng hương đến dự phiên xử đầy đầy hết phòng phía bên đàn ủng hộ cho cộng đồng đi rất đông. Tôi không thấy có ai bên phía cô Madison Nguyễn hết. Thưa quý vị một sự kiện đặc biệt xảy ra ngay trong phòng xử án vốn luôn cấm quay phim, chụp hình hoặc ghi âm, nhưng luật sư mặt và ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên đã dùng iPhone của mình chụp hình đồng hương đang có mặt trong phòng xử án ngay trước mặt cảnh sát. Cô Minh Ngọc cho biết thêm: Kết thúc phiên tòa khoảng 10 giờ, à, không có chính xác nhưng mà khoảng đó xong rồi ông tránh án trở vào thì ông luật sư che mặt Manis ông mới xin trò chuyện với đồng bào thì ông nói là ông rất là vui khi mà thấy sự hiện diện của đồng bào rất là đông phải nói là hôm nay là ngày đông nhất trong những ngày vừa qua cái bên mà của cộng đồng là ngồi không còn chỗ và đã qua phía bên Madison hết mấy dãy ghế ông nói là sự hiện diện đông đảo của đồng bào mình đã làm cho tim của ông đập mạnh và ông rất là vui và ông sẽ có thêm energy năng lực để mà ra tòa tiếp có chụp hình lưu niệm bởi vì ông là rất hãnh diện và tôi nghĩ ông nói rằng là ông muốn trưng ở trong văn phòng của ông để chứng tỏ rằng là ông có sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng việt nam và ông sẵn sàng ông giúp những cái lẽ phải và những cái gì xứng đáng và trong trường hợp này là một trong những cái vụ xử mà ông rất là hãnh diện đây là lần đầu tiên theo như tôi được biết chưa bao giờ có một vụ xử vi phạm brown act cái luật brown act mà đi xa như vậy đi xa mà xử liên tục cả hai ba tuần lễ mấy vụ trước thường thường là họ sắp xếp xong dàn xếp có nghĩa là settlement bãi nại hoặc là thương lượng cho nó xong thành ra cái này là một cái vụ xử lịch sử chứ không phải là một chuyện thường mà cái này cộng đồng việt nam chúng ta kiện thành phố san jose và hội đồng thành phố san jose không hẳn cho chúng ta thôi bởi vì chúng ta kiện vì họ vi phạm cái luật brown act mà luật brown act nó áp dụng cho tất cả mọi người dân và mọi cơ cấu của chính phủ như là hội đồng thành phố thành ra nếu mà chúng ta thành công đó là chúng ta thành công không hẳn cho cộng đồng việt nam nói riêng mà cho toàn thành phố san jose các cư dân ở thành phố này gồm một triệu người dân họ cũng sẽ biết ơn chúng ta Thưa luật sư có thể tóm lược lại là khi mà thẩm vấn nghị viên Madison nói về cái cuộc phỏng vấn của ông Forrest William của Đài Việt Nam Tự Do đó thì họ trả lời như thế nào, họ xác định những cái gì mà là yếu tố để mà có thể rằng có dấu hiệu họ phạm tội ạ? Well, cái lời khai của cô Madison Nguyễn thì rõ rệt là tôi thấy cố tránh né. Thứ nhất, cô không muốn trả lời trực tiếp những câu hỏi được đặt ra bởi luật sư bên phía chúng ta. À, đồng thời nếu mà cố cần phải giải thích thì cố giải thích rất là mơ hồ và đồng thời cố đại ý rằng là kết luận là những gì cố nói những gì cố làm không có phạm pháp đối với cố ấy đương nhiên cố không phải là cái người quyết định là có phạm pháp hay không phạm pháp à, và lời khai của cố ấy so sánh với lời khai của ông Force Williams là cái người nhân vật thứ hai đó tại vì cái cái câu chuyện nó diễn ra là giữa hai người với nhau thì đó là cái 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 điều chính ở trong cái vụ này nghĩa là những gì đã diễn ra giữa hai người này những lời gì đã được bàn tán với nhau hứa hẹn với nhau thì có một số những cái điều mà ông force williams khi ông ấy được đặt những câu hỏi bởi luật sư cả hai bên đó, thì ông ấy khai có vẻ nó mâu thuẫn và nó không có ăn khớp với lời khai của cô Madison Nguyễn, thành ra cái đó làm cho một số người mà trong đó tôi tin là có ông tránh án luôn sẽ đặt cái câu hỏi rất lớn là hai người này họ có nói chuyện với nhau nhưng một người thì nói những cái điều này và một người thì những nói những cái điều khác, có một số điều họ không đồng ý với nhau thì những ai nghe lời khai của hai người này tại tòa nếu những ai mà có đi dự tại vì đây là một cái xứ như tôi nói tự do đó thì ai muốn đi dự cũng được những cái phiên tòa xử đều là công khai những ai có mặt đó thì sẽ thắc mắc là tại sao cô Madison nói một đàng ông Force Williams nói một đàng khác thì họ chỉ có thể kết luận là một đó là cô Madison Nguyễn khai gian hai nữa đó là ông uh, Force Williams khai gian ba nữa đó là cả hai người họ khai gian Mỹ Lợi, tương trình từ San Jose. Xin thân ái kính chào quý vị.